Mẹ đây, mẹ đây. Nín đi để mẹ Du ngủ nhá. À ơi. Mẹ ơi, hình như có ai gánh phân qua đây. Đâu, chắc là ảo giác đấy. Để con. Rồi, làm trò gì đấy? Tránh ra! Con ta đi nó mới nói đây là đồng tiền chân thật. Dầu chỉ có thôi kè 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 to to kè đây là ba kè. Tôi có bí kíp ra truyền, dù pháp ngủ luôn. Ôi trời ơi, tiên đình rồi. Ngủ rồi này.